Lâu rồi. Hai nhiên này à. Vừa mới núm bua mà. Vui chưa? Đánh vui nè. Vậy chúng ta phát lại cái đánh vui, đánh vui. Bột thù nè. Con kia đi à? Đi vào chuồng hả? À? Nó đi rồi, lên đây nè. Nó có chuồng á. Cái kia nó vào trong mấy cái nhà đó đó. Con kia vào trong nhà kia rồi. Đó, đèn đèn này, thấy không? Nó mở cửa kiểu gì? Ngu như gấu. Cho nó ăn lá cây à? Giang mày phải đánh giang. Bà đang đang ngồi đây bổ mối thế. Cái bà này đứa nhỏ như vậy vừa đánh giang à? Nó hiền khô rồi, nhìn này. Đưa tay cho nó, đưa tay cho nó. Anh qua bà đứa. Cào đấy. Mày cái mông mới này cào phát mày đi đời luôn. Được mà, hay vậy. Đấy cái đứa kéo xuống ạ. Ờ, con kia chết đi ra kìa. Con này... Cái này có một ông ấy, quá. Nó mới thích. Sao mình cưới cả một cái. Giang mình cưới. Sao nó không ăn con gà kia nhỉ? Nhớ đi chọc con hổ dậy ngon. Nó sẽ ra tộc. Đi 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 xem hết. Đi xem mà xuống dưới kia xem. Thắng được rồi. Đi với nhau lạc hơn lạc nha. Đừng lạc, không biết đường kiếm rồi đó. Quên đi rồi. Ok. Thử đâu, hai cầm hơn. Đây là gà. Này bị chơi á. Có gì ta? Biết đi coi hết đi. Đây không có gì đâu. Đi qua đây một tí vòng bên dưới kia. Ờ, đi qua bên này trước, tí nó xuống vòng qua dưới kia. Kiếm một con đi mấy. Lên biển trời này. Đấy mà. Đúng. Biển trời. Biển trời đây. Đây là gì, cá sấu hả? Ăn cả đầu kìa, ăn cái đầu thôi. Từ từ nó đớp cái đầu nhá. Ôi trời. Cá sấu. Mới bắt 3 con luôn hả? Láo nè. Có một người không? Cái đi lên này nước kìa, nước vào chân kìa, vào giày ướt kìa. Ý, nước ở kia em quên. Con gì ở trên kia? Ui trời. Cái con kia một con. Thì bây giờ qua đây xem hết đấy, xem hết tí mình qua dưới kia vòng lên đây. Nhìn giống tượng quá chứ. Tượng anh ạ. Anh ném cao quá. Cái nó chạy đúng đây vậy, chết rồi ấy. Đây, cái con này kia giống như con dại không? Ừ, giống như con dại đó. Chết rồi, chết theo. Con chết đi. Lâu lâu nó nhấc cả đầu rồi. Nó ngủ rồi.
ghê cá mồm. Nó ồn nào. Để nước xịt vào. Con đi tham đi. Con kia có gì vậy? Con kia chưa đi đâu hả? Cấu này mà lên nữa, cấu ngựa. Mình ngủ. Xem đây con đi nào. Đây anh phá số luôn à. Ô oh, chết rồi, thúi rồi. Gà chết các bạn, gà sao chết. Ôi. Dạ hả? Em mới mồm luôn. Nó bất động rồi, con này. Nhưng mà nãy nó nghe nó chỉ gì là nó. Và là chết trước khi mà nó không được. Thì kìa, các cổ kìa thấy không? Giống con giá nó không phải đâu. Đúng không dạ. Vậy mà là chơi trò đủ bắt cái đó. Không phải, đi xem kìa. Để ý xem các cái dưới cổ nó kìa. Nó đồng bệnh kìa. Người làm thức ăn cho thú dê kìa. Nó không ra thôi, nó ra. Xem nó không ra. Qua bên này đấy, bên này còn nhiều mà. Đây xem bên này xem có con gì. Ừ. Con này con chồn hô, à con trời thơm. Cái nào thấy thơm? Con chồn. Con chồn thơm. Ừ, chồn thơm. Chồn ở đẹp nhỉ? Ừ. Cái này chồn thơm. Bảo đứng mà không, vừa lấy nó chưa ra, cứ không biết là con gì mà cứ nghe mùi thơm. Nó ra con chồn thơm. Ở trong cái có con nữa kìa. Cái chân nó kìa. Mùi chân kìa. Ừ. Dạ mẹ ơi kìa. Chắc có hai con. Ơi, có thơm nữa. Ừ. Con chồn này còn rất xấu hơn cái này. Nghe ba bé em nè, con xin tử trên nữa kìa. Mèo ta nuôi lâu năm nó lớn rồi á. Gì? Mèo chứ mà mèo báo ấy. Đôi cái đấy con gì? Báo lửa. Dù trong cái ống ngủ. Con nó đang ngừ kìa. Chị kìa. Đâu? Chị bưng kìa phải. Đâu, đâu. Có con gì không? Trong này có con gì không? Con này nó hẹp kia này. Ừ. Hả?
chim kìa, chim ưng sao đấy, bạn ưng ba con đúng rồi đấy, thế à? Những cái bạn ưng sao đấy, biết tôi ngủ không kìa. Đây là một con nằm đấy, con của lão không, con của bên kia. Mày có đây? Tôi ngủ không. Nó mới đánh ném không hại. Nó tôi ngủ không. Đây là đồng mỹ hồ vương toàn là lịch từ bụi. Đây là đúng rồi. Nó uống kia. Bên là nó uống kia. Nó lấy tay xuống nước. Đây là hoa quả sơn của Tề Thiên Đại Thánh. Wow, nó treo lên cây kìa, thấy không? Ôi nó lắc kìa. Cái gì có chó nhỉ? Con chó nó thì tại nhỉ. Con chó kìa, nghe em theo. Ôi, chỗ nào lấy tặng trong này người ta còn đập cho mất cái lan mất cho con ca sao có cá nữa à, ngồi cái bụng nó bụng bây giờ mua khỉ cá à, mua được không nhỉ? Không được, lấy con về nuôi đi, nuôi cứ lớn lên con ăn bắt đây. Không ăn, không ăn, không cho cho chị ai nói. Chú khỉ không? Con gì ở trên này á? Con gì trong á? Ủa nó có lối ra, mà lối ra này nó bị ấy là sao? Nó phá rồi, lối ra này nó phá rồi.